À vâng, xin được cảm ơn tác giả Tôn Thất Toàn rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi, rất là thật, những cảm xúc mà phải nói là rất là tuyệt vời. Và chúng tôi hy vọng rằng những cảm xúc của anh sẽ được truyền tải tới quý khán giả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi chúng ta kết thúc chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức trọn vẹn ca khúc Tạm biệt Khánh Hòa, lời thơ Nguyễn Duy Bắc, tác giả âm nhạc Tôn Thất Toàn qua phần thể hiện của ca sĩ Hải Lý. Dưng dưng nỗi nhớ mai.
tôi về yêu dấu.